Bây giờ là 14 giờ 20 phút chiều, quý vị đang theo dõi chương trình Nói về cuộc sống và ngay sau đây sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương thì một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại một trung tâm thương mại ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc và vụ việc tính cho tới nay đã khiến cho ít nhất 16 người thiệt mạng. Hiện tại thì vụ việc đang được tích cực điều tra. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, khoảng 18 giờ ngày 17 tháng 7 theo giờ địa phương, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trung tâm mua sắm ở tòa nhà 14 tầng ở Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc. Sau khi nhận được tin về vụ cháy, gần 300 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Đến 20 giờ 20 phút, ngọn lửa được dập tắt, ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên. Vụ hỏa hoạn xảy ra vài ngày sau vụ cháy tại một ký túc xá của trường học ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến 13 học sinh thiệt mạng.